Đường xuất phát U18 Campuchia. Campuchia đã có 2 vị trí bàn ở giải đấu năm nay. Đội trưởng Campuchia là số 9 Siêng Chan Thera đã có được 3 bàn thắng. Cầu thủ Tô La đã dự bị ngày hôm nay ghi được 1 bàn. Campuchia đã trải qua 4 trận đấu, thắng 1 trận và thua 3 trận, ghi được 5 bàn thắng để lọt lưới 12 lần. Ở trận đấu cùng giờ, nếu như Thái Lan vượt qua Malaysia thì Việt Nam chỉ cần thắng Campuchia. Nếu Thái Lan chỉ có thể hòa Malaysia thì Việt Nam phải thắng 7 bàn trở lên. Chúng ta đã mất quyền tự quyết và phải chờ đợi. Theo chúng tôi là chờ đợi nhiều hơn ở trận đấu giữa Thái Lan và Malaysia hơn là trận Australia gặp Singapore. Đội xuất phát của 18 Việt Nam. Việt Nam đã có 4 vị trí bàn ở giải đấu năm nay. Trong đó có một người đã ghi được 2 bàn, đó là Nguyên Hoàng. Việt Nam cần phải chơi tấn công ngày hôm nay. Vâng, Hoàng Anh Tuấn sẽ xuất phát với số chiến thuật 4-3-3 thay vì 4-2-3-1 như ở những trận đấu trước. 3 tiền đạo của U18 Việt Nam ngày hôm nay là Nguyên Hoàng, Kim Nhật và đội trưởng Tiến Sinh. Lúc này thì ông Juan Guido, giám đốc kỹ thuật của VF đã có mặt tại Việt Nam và sát cánh với Hoàng Anh Tuấn. Trong giai đoạn đầu của giải đấu thì Juan Guido cùng với đội U15 thi đấu tại Thái Lan. U18 Việt Nam chuẩn bị lấy bóng. Trận đấu Singapore gặp Australia diễn ra trên sân Gò Đậu Bình Dương. Còn trận đấu Thái Lan gặp Malaysia diễn ra ở sân Thành Long thuộc Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là ông Yotoku Koji, huấn luyện viên người Nhật Bản U18 Campuchia. Thành phần U18 Campuchia chủ yếu thuộc về 2 đội bóng hàng đầu Campuchia là Phnom Penh Crown và Bungkai Angkor. Ở hiệp 1, Việt Nam bảo vệ cầu môn bên trái hàng nhỏ các bạn. Lúc này thì các trận đấu tại bảng A của giải U18 Cup Next Media đã kết thúc. Indonesia thi đấu xuất sắc dẫn đầu bảng với 13 điểm. Thứ hai là Myanmar cũng có 13 điểm. Indonesia và Myanmar hòa nhau ở trận cuối với tỷ số 1-1. Đội nhì bảng B sẽ đá bán kết với Indonesia. Đội nhất bảng B đá với Myanmar. Hiệp 1 trận đấu giữa hai đội 18 Việt Nam và 18 Campuchia đã bắt đầu. Cầu thủ Việt Nam vừa lấy bóng. Đội xuất phát của 18 Việt Nam gồm có số 1 thủ môn Yelinie, số 5 Trần Hoàng Phúc, số 6 Hồ Khắc Lương, số 7 Nguyễn Xuân Bình, số 8 Đặng Quang Tú, số 9 đội trưởng Bùi Tiến Sinh, số 10 Huỳnh Công Đến, số 11 Võ Nguyên Hoàng, số 12 Phan Tuấn Tài, số 15 Nguyễn Kim Nhật và số 12 là Vương Văn Huy. Huấn luyện viên trưởng của 18 Việt Nam là Hoàng Anh Tuấn. Đội xuất phát của 18 Campuchia gồm có số 18 thủ môn Koi Salim, số 2 Ri Lip Feng, số 4 Sut Nava, số 5 Chung Makara, số 7 In Pisay, số 9 đội trưởng Siêng Chan Thea, số 11 Min Ratanak, số 12 Ad On Tok, số 14 Chan Sophia, số 21 Sofitra và số 23 là Mit Samay. Huấn luyện viên trưởng U18 Campuchia là ông Yotoku Koji người Nhật Bản. Đây là trận đấu mà chắc chắn Việt Nam cần phải chơi chủ động, cố gắng đi càng nhiều bàn thắng càng tốt. Kim Nhật đang là một trong 3 mũi công của 18 Việt Nam. Tiến Sinh. Pha ném biên của hậu vệ cánh trái Tuấn Tài. Đường chuyền vào của Tiến Sinh. Kim Nhật. Ở 4 trận đã qua, Campuchia thời thành công nhất là trận thắng Thái Lan với tỷ số 4-3. Một chiến thắng rất bất ngờ.
Trong 4 bàn thắng của 18 Campuchia thì đội trưởng Chanthia ghi 2 bàn, Tô La ghi 1 bàn. 1 bàn do Thái Lan phản lý nhà. Pha cản phá của Tuấn Tài. Tuấn Tài và Văn Huy đang là bộ đôi vượt biên của 18 Việt Nam. Cặp trung vệ vẫn là Khắc Lương và Hoàng Phúc. Ba tiền vệ của 18 Việt Nam lúc này gồm có Xuân Đình, Quang Tú và Công Đến. Việc áp dụng sơ đồ chiến thuật 4-3 ngày hôm nay là rất quan trọng, rất cần thiết để Việt Nam có thể tạo ra được nhiều cơ hội. Khán giả đến sân ngày hôm nay vắng hẳn bởi vì lúc này U23 Việt Nam không còn quyền tự quyết. Cầu thủ Việt Nam đã chơi căng cứng, bị tâm lý ở trận đấu U18 Thái Lan. Hầu hết các vị trí không phát huy được nhiều. Thái Lan sau khi chắc chắn bị loại cũng đã chơi tốt với tinh thần thoải mái khi gặp U18 Việt Nam. Hai đội đều đã tạo ra những cơ hội, tuy nhiên bàn thắng đã không đến với cả hai bên. Chúng ta hy vọng là trong buổi chiều ngày hôm nay U18 Thái Lan tiếp tục thi đấu với một tinh thần thoải mái và đá vì danh dự để có một trận đấu tốt trước U18 Malaysia. Đến lúc này, kia là bàn số 1 tại giải U18 Đông Nam Á là De Lima của Timor Leste ghi được 6 bàn. Amiruddin của Indonesia đã ghi 5 bàn. Carlos Dorin của Philippines đã có được 4 bàn. Như vậy là 3 kia là bàn tốt nhất ở giải đấu năm nay đều thuộc về bảng A cho đến điểm này. Tuấn Tài. Các trận đấu trước, Việt Nam thi đấu với sơ đồ 4-2-3-1. Người đá cầm cắm là Nguyên Hoàng. Nguyên Hoàng đã có được 2 bàn thắng ở giải U18 Đông Nam Á Cup Tech Media. Kim Nhật. Cầu thủ Campuchia đang rất chịu khó phòng ngự số đông. Ở vòng bảng của giải U18 Đông Nam Á thì vị trí mà Hoàng Anh Tuấn thử nghiệm nhiều nhất là hậu vệ phải. Đã có đến 4 cầu thủ đá hậu vệ phải. Ngày hôm nay thì Hoàng Tuấn trở lại với Vương Văn Huy, người xuất phát ở đội chính trong ngày ra quân gặp Malaysia. Công Đến. Có một cơ hội. Không vào. Tình huống nửa chuyền nửa dứt điểm. Bàn thắng chưa đến, tuy nhiên việc tạo ra được cơ hội như vừa rồi là rất cần thiết. Chúng ta xem lại pha xử lý của Công Đến. Rất khéo léo. Đó là một pha dứt điểm. Công Đến vừa chạy vừa sửa bóng. Bóng đá bị cắt đứt. Cầu thủ Campuchia vừa có bóng là Sofitra. Đây
là Ad On Top. Gần đây bóng đá Campuchia đã chú trọng hơn khâu đào tạo trẻ. Họ thường xuyên mời các chuyên gia nước ngoài về làm công tác đào tạo trẻ. Campuchia gần đây nhận được sự hỗ trợ nhiều của bóng đá Nhật Bản, nền bóng đá hàng đầu của châu lục, có nền tảng kỹ thuật rất tốt. Huỳnh Công Đến, Kim Nhật, Xuân Bình. Xuân Bình là tiền vệ đánh chặn rất tốt của U18 Việt Nam. Và xoạc bóng kịp thời của hậu vệ Văn Huy. Quang Tú chủ động đá bóng ra ngoài sân khi quan sát thấy một cầu thủ bị đau. Cầu thủ Campuchia đã bị đau sau pha va chạm với hậu vệ cánh phải Văn Huy. Chúng ta xem lại pha xoạc bóng của Văn Huy và số 7 In Pisay đã bị đau. Đây là phút thứ 10 hiệp 1 của trận đấu và tỷ số vẫn là không đều. Những cổ động viên hiếm hoi ngày hôm nay mang sắc áo đỏ ở sân Thống Nhất. Khắc Lương, Xuân Bình, Công Đến, Kim Nhật. U18 Việt Nam ở giải đấu lần này có thể hình khá tốt. Khả năng chuyên môn giữa cầu thủ đá chính và dự bị cũng không chênh lệch nhiều. Đó là những thuận lợi. Quyết tâm cũng cao, tuy nhiên thiếu những nhân tố nổi bật. Trong bóng đá thì để làm ra những điểm nhấn luôn cần có những nhân tố nổi bật. Không thể xoay người dứt điểm. Đó là Nguyên Hoàng, Xuân Bình, Phan Tuấn Tài. Lại là một pha tấn công dọc biên của U18 Campuchia. Bùi Tiến Sinh. Đường chuyền của Tiến Sinh. Kim Nhật. Kim Nhật cố gắng theo bóng. Hai hậu vệ của Campuchia đã hỗ trợ cho nhau. Xuân Bình, cầu thủ bị đau là Sovitra. Tại giải U18 Đông Nam Á Cup Black Media, Việt Nam có một trọng tài chính là ông Ngô Duy Lân, cùng với đó là một trợ lý trọng tài, ông Phan Huy Hoàng. Do ở giải đấu năm nay, ban tổ chức quyết định
khi mà hai đội bằng điểm nhau, chỉ số đầu tiên được xét đến là hiệu số bàn thắng thua rồi mới đến đối đầu. Cho nên Việt Nam bất lợi trước Malaysia, mặc dù đã thắng Malaysia trong ngày ra quân. Bóng được chuyền cho Văn Huy. Cầu thủ đã kịp can thiệp là Adon Tóc. Vào tháng 11 năm nay, Việt Nam đăng cai bảng đấu ở vòng loại giải U19 châu Á. Đó mới là thời điểm mà cầu thủ Hoàng Anh Tuấn cần đạt được phong độ tốt nhất. Khi đó U18 Việt Nam, gọi là U19 cũng được, sẽ bổ sung một số cầu thủ đang chơi bóng ở giải nhì. Phan Tuấn Tài. Trận ra quân gặp Malaysia, Tuấn Tài được sử dụng ở vị trí hậu vệ trái. Các trận đấu tiếp theo anh được dùng ở hàng tiền vệ. Chúng ta vừa thấy hình ảnh các cổ động viên có thể nói rất đáng quý tại sân Thống Nhất. Văn Huy. Văn Huy là hậu vệ cánh tấn công rất tốt. Văn Huy chuyển vào, sút bóng, cú đá chạch cầu môn. Pha dứt điểm của đội trưởng Bùi Tiến Sinh. Văn Huy đã có đủ thời gian vào khoảng trống nắn nót chuyền vào trong. Pha đỡ bóng trái chân, kỹ thuật của Tiến Sinh. Đưa bóng trái chân bằng chân trái, sau đó tung ra cú đá chân phải. Lại vừa có thêm cầu thủ 18 Campuchia bị đau. Đây là trận đấu duy nhất ở vòng bảng U18 Việt Nam thi đấu vào lúc 16 giờ. Chính xác là trận đấu duy nhất thi đấu không phải là vào lúc 19:30. Công đến. Sút bóng không vào. Một trong điều hạn chế của U18 Việt Nam khiến chúng ta khó khăn đến lúc này chính là khả năng dứt điểm. Trận đấu nào cũng tạo dựng được nhiều cơ hội, nhưng dứt điểm là vấn đề rất lớn. Công đến đã truyền vào đường bóng chính xác trong đội. Rất trống trải nhưng đặt lòng đi quá cao. Những trận đấu như này sẽ giúp cho cao thủ trưởng thành hơn rất nhiều. Công đến. Công đến đã không phối hợp mà quyết định đột phá. Liên tục có những cầu thủ U18 Campuchia bị đau. Người bị đau mới nhất là đội trưởng Chan Thea. Pha phạm lỗi của cầu thủ Việt Nam. Ban luyện của U18 Campuchia đã có phản ứng. Ở trận đấu gặp U18 Thái Lan thì thủ môn người dân tộc ED Yelinie đã có những pha cứu thua có thể nói là xuất thần, cộng với đó là sự may mắn giúp cho Việt Nam giữ sạch lưới.
pha phát bóng không chính xác của Yelinier, thủ môn của Đắk Lắk. Rất nhịp nhàng. Pha lấy bóng nguy hiểm của U18 Campuchia. Trên hàng công của Campuchia, cầu thủ nguy hiểm nhất chính là đội trưởng Siêng Chantra. Rất nỗ lực. Không được, rất tiếc là không phối hợp. Nguyên Hoàng quyết định đột phá. Cầu thủ Việt Nam vẫn thiếu chính xác ở những đường bóng cuối cùng. Bóng đá Việt Nam gần đây đã chú trọng đào tạo trẻ hơn, đã có những học viện thực sự. Tuy nhiên chất lượng đào tạo vẫn chưa đạt đến mức đồng nhất. Vì thế không thể đòi hỏi lứa cầu thủ nào cũng có những cầu thủ nổi trội. Đường chuyền của Kim Nhật. Pha dứt điểm của đội trưởng Bùi Tiến Sinh. Phút thứ 19 và tỷ số vẫn là không đều. U18 Việt Nam đã có 4 lần dứt điểm về phía cầu môn của Campuchia. Các bạn đang theo dõi buổi tường thuật của đài truyền hình kỹ số VC. Lúc này chúng tôi đang gửi khán giả trận đấu trên các kênh truyền hình VTC1 và Vietnam Journey. Cùng với đó là kênh phát thanh VOV2. Bóng rất tốt, Văn Huy. Cầu thủ Việt Nam đang tạo ra sức ép khá tốt. Tuy nhiên vẫn chưa thể chính xác ở tình huống cuối cùng. Đường chuyền của Mít Samay. Đối mặt. Rất may mắn. Hoan hô thủ môn Yelinier. Anh đã chọn vị trí rất tốt và cả phá thành công. Cơ hội trông thấy của Campuchia. Dâng cao tấn công và không thể ghi bàn thì luôn luôn phải trả giá. Đó là điều ai cũng biết. Xuân Bình. Văn Huy. Pha phạm lỗi. Cầu thủ Việt Nam đang có phần bị nóng vội. Ngoài các kênh truyền hình và phát thanh thì khán giả có thể theo dõi trận đấu U18 Việt Nam gặp U18 Campuchia trên YouTube của VFF, YouTube của Nextsport và fanpage của Nextsport. Pha ném biên của Văn Huy. Chuyền hơi sâu. Tiếp đó là pha bóng không chính xác của cầu thủ Campuchia. Coi Salim là thủ môn đang thi đấu cho Phnom Penh Ground. Đội bóng của sòng bạc Ground tại Phnom Penh.
Trường Tiến Sinh. Công đến, Campuchia vẫn chịu khó đá áp sát, luôn có thể hỗ trợ cho nhau trong phòng ngự. Phan Tuấn Tài, đường truyền của Khắc Lương. Công đến, không thể liên lạc với nhau. Hồ Khắc Lương, Hoàng Phúc, Quang Tú, Hoàng Phúc, đường truyền của Quang Tú. Sự cổ vũ nhiệt tình của một số ít các cầu thủ mặc áo đỏ. Xuân Bình, Văn Huy, Xuân Bình, Nguyên Hoàng, Quang Tú, Phan Tuấn Tài. Bùi Tiến Sinh. Những pha bóng khá nhịp nhàng. Xuân Bình. Campuchia đang chơi phòng ngự phản công. Võ Nguyên Hoàng, Phan Tuấn Tài, công đến, không đúng nhịp. Quả phát bóng chung 18 Campuchia. Các thủ Việt Nam vẫn đang chơi lấn sân, chuyền bóng cho nhau bên ngoài vòng cấm nhịp nhàng. Tuy nhiên không dễ để tạo ra những cơ hội thực sự. Và khi đá cơ hội thì lại dứt điểm không thành công. Tuy nhiên mọi chuyện có thể sẽ rất khác nếu có được một bàn thắng. Bóng đá trẻ là như vậy. Tâm lý không ổn định, thậm chí là trong từng thời điểm của trận đấu. Những năm gần đây, hệ thống giải trẻ của Việt Nam cũng như của Đông Nam Á và châu Á được tổ chức dày đặc. Và có lẽ cũng đã đến lúc chúng ta nên suy nghĩ rằng các giải bóng đá trẻ là nơi ươm mầm để các cầu thủ trưởng thành. Còn bộ mặt của nền bóng đá phải là đội tuyển quốc gia và giải vô địch quốc gia. Đến bây giờ thì có lẽ rất ít người nhớ được đội bóng nào vô địch Olympic nhiều lần nhất, mà là Olympic thuộc lứa tuổi U23 cộng 3. Cũng không dễ để lý giải vì sao Đức chưa một lần vô địch bóng đá Olympic, đội tuyển Tây Đức chưa một lần vô địch Olympic, còn Brazil thì mãi đến Rio 2016 mới có thể đăng quang.
Văn Huy đi bóng vào trong. Pha đẩy bóng hơi bị dài, cầu thủ áo trắng đã kịp can thiệp. Sau đó Văn Huy vẫn rất nỗ lực. Phạt góc cho U18 Việt Nam. Quả phạt góc thứ hai trong trận đấu. Đường chuyền của Tiến Sinh. Pha bắt bóng không dính của Koi Salim. Bùi Tiến Sinh là cầu thủ thuận chân trái. Tưởng rằng Koi Salim đã bắt được bóng, tuy nhiên anh lại để tuột bóng. Quả phạt góc thứ ba cho Việt Nam ở trận đấu ngày hôm nay. U18 Việt Nam thay người vào sân là Xuân Tạo. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đưa Xuân Tạo vào sân để tăng cường sức tấn công. Rời sân là Quang Tú. Quang Tú là cầu thủ của Sông Lam Nghệ An và Xuân Tạo là cầu thủ của Đà Nẵng. Đội Việt Nam có sự thay đổi cầu thủ. Cầu thủ mang áo số 17 Xuân Tạo vào sân thay cầu thủ số 8 Đặng Quang Tú. Xuân Tạo là cầu thủ nhỏ người, tốc độ, có thể chơi lắt léo. Rất có thể khi vào sân Xuân Tạo sẽ mang lại những nét mới cho U18 Việt Nam. Điều mà anh đã làm được ở trận đấu gặp Thái Lan. Đó là trận đấu mà Xuân Tạo vào sân chơi nỗ lực, tạo ra những cơ hội, chỉ kém duyên ghi bàn. Kim Nhật. Phút thứ 30, thời gian vẫn còn rất nhiều. Công Đền đã phạt góc. Thêm một tình huống ra không hợp lý của thủ môn Koi Salim. Có vẻ như Koi Salim hay mắc lỗi ở những pha bóng bổng. Đây là điều chúng ta cần khai thác. Hoàng Phúc, Khắc Lương. Nguyên Hoàng. Sau khi Xuân Tạo vào sân thì Công Đến đã lại lùi xuống chơi như một tiền vệ. Lúc đầu trận, Công Đến được đẩy lên đá cao. Nếu giữ cách chơi này thì có thể bàn thắng đến Việt Nam chỉ là vấn đề thời gian. Tuy nhiên vẫn phải cảnh giác trước những pha phản công của U18 Campuchia. Đã
Campuchia cũng có những cổ động viên hiếm hoi ở sân Thống Nhất. Xuân Tạo, Văn Huy, Phạm Xuân Tạo. Xuân Tạo sau khi vào sân đã chơi rất nỗ lực. Xuân Tạo là cầu thủ đã tỏa sáng, giành nhiều giải thưởng ở giải U19 quốc tế tổ chức tháng 3 năm nay tại Khánh Hòa. Bóng chạm chân cầu thủ 18 Campuchia. Rất có thể những phút tới bên cánh phải U18 Việt Nam, Xuân Tạo và Văn Huy sẽ tiếp tục có những pha phối hợp. Hậu vệ cánh phải Văn Huy là người tấn công rất tốt. Cầu thủ đá phạt góc là Bùi Tiến Sinh. Pha dứt điểm không chính xác. Rất nhiều pha sóng gió được tạo ra trước cầu môn của Coi Salim, nhưng bàn thắng vẫn chưa đến với U18 Việt Nam. Hoàng Phúc, Văn Huy, lúc này trận đấu giữa Thái Lan và Malaysia ở sân Thành Long vẫn đang có tỷ số không đều. Theo chúng tôi, nếu như Thái Lan chơi với tâm lý thoải mái và phát huy được như ở trận đấu ở Việt Nam thì hoàn toàn có thể họ không chỉ hòa mà có thể thắng được Malaysia. Đội đã thua Việt Nam trong ngày ra quân. Thẻ vàng đầu tiên trong trận đấu. Thẻ vàng dành cho In Pisay. Lúc này tại giải Futsal các câu lạc bộ vô địch châu Á, đội Thái Sơn Đăng của Việt Nam đang bị câu lạc bộ của Nhật Bản Nagoya Ocean dẫn với tỷ số 2-1. Ngày hôm qua Thái Sơn Nam đã xuất sắc vượt qua đội vô địch Trung Quốc với tỷ số đậm là 5-1. Hôm nay Thái Sơn Nam thi đấu tại vòng bán kết gặp đội bóng Nhật Bản rất mạnh Nagoya Ocean. Pha trả ngược lại của Kim Nhật. Rất tiếc là không có ai. Australia đang dẫn Singapore với tỷ số 2-0. Trận đấu diễn ra ở sân Gò Đậu. Như chúng tôi đã phân tích thì có lẽ không nên kỳ vọng vào việc Singapore hòa hoặc là thắng Australia. Chỉ có thể chờ đợi vào Thái Lan. Xuân Tạo. Văn Huy, trọng viên rất tốt, đi vào trong. Wow! Cuối cùng bàn thắng đã đến với U18 Việt Nam. Một pha căng ngang và bàn thắng đã đến.
Pha trọng biên rất hay. Tiến sinh trọng biên cho Văn Huy. Xuân Tào là người đã tiếp cận cầu môn. Trọng tài cho rằng Xuân Tào đã để tay chạm bóng và tỷ số vẫn là không đều. Bàn thắng không được công nhận. Chúng ta xem một lần nữa tình huống này. Ở một góc nhìn không thuận lợi trong một phóng nhanh, có thể trọng tài đưa ra quyết định ngay là bóng đã chạm tay. Đường chuyền của Công đến, vẫn không vào. Nếu như lúc này Việt Nam có được bàn thắng, có thể mở tỷ số trong hiệp 1 thì cũng sẽ tạo những áp lực nhất định cho cao thủ Malaysia. Khả năng dứt điểm yếu kém đã khiến cho Việt Nam tự gây khó cho mình. Pha xử lý khó hiểu của Kim Nhật. Cánh phải vẫn đang là hướng tấn công chủ đạo của U18 Việt Nam. Mạnh Quỳnh vào sân. U18 Việt Nam đã thay cầu thủ thứ hai. Đội trưởng Bùi Tiến Sinh rời sân. Sự thay đổi người vị trí hậu công. Substitution for Vietnam. Player number 9, Bùi Tiến Sinh. Mạnh Quỳnh đã có được một bàn thắng ở giải đấu năm nay. Phan Tuấn Tài tiếp cận cầu môn. Phút thứ 42 của trận đấu, U18 Việt Nam vẫn chưa thể ghi bàn. Việt Nam chiếm 71% thời gian kiểm soát bóng, hơn gấp 3 lần so với U18 Campuchia. Lúc này băng đội trưởng của U18 Việt Nam thuộc về Công đến. Đội trưởng Bùi Tiến Sinh đã rời sân. Văn Huy
Trong hiệp một này, Văn Huy đã phát huy được rất nhiều khả năng tấn công. Công đến. Xuân Bình. Trận đấu đã có tất cả 7 lỗi. Campuchia mắc 4 lỗi, Việt Nam 3 lỗi. Hoàng Phúc. Đường chuyền của Nguyên Hoàng. Lại là Nguyên Hoàng. Văn Huy. Không thể đi vào trong. Ném biên cho cao thủ Campuchia. Việt Nam đã có 7 tình huống dứt điểm về cầu môn của Koi Salim. Phan Tuấn Tài. Xuân Tạo. Kim Nhật. Văn Huy. Cầu thủ ném biên là Rilip Feng. Mạnh Quỳnh. Nguyên Hoàng. Sút bóng. Hiệp 1 có 2 phút bù giờ. There will be 2 minutes of added time. Hiệp 1 trận đấu có 2 phút bù giờ. Cầu thủ Việt Nam vẫn đang bị căng thẳng. Không được thanh thoát cho những pha xử lý. Cho đến điểm này, hiệp đấu mà U23 Việt Nam chơi hay nhất ở giải năm nay là hiệp 1 trận đấu gặp Malaysia. Các trợ lý của ông Hoàng Tuấn ở giải năm nay gồm có Nguyễn Thế Anh, Lê Đức Tuấn, Nguyễn Thành Đạt và huấn luyện viên thể lực người Đức Udo Abder. Nguyên Hoàng. Mạnh Quỳnh. Chuyển ngược lên. Nguyên Hoàng. Cao thủ căng thẳng và xử lý bóng lập bập trong những tình huống rất cơ bản. Trọng tài người Lào Xuôi Vong Kham đã nổi còi khép lại một trận đấu giữa hai đội U23 Việt Nam và U18 Campuchia. Trận đấu tại bảng B của giải U18 Đông Nam Á Cup Next Media. Hết hiệp một tỷ số vẫn là không đều. Cầu thủ Việt Nam tạo ra nhiều cơ hội nhưng căng thẳng, không thể dứt điểm như ý muốn. Hy vọng hiệp 2 sẽ dứt điểm tốt hơn, không chỉ ghi được một mà còn nhiều bàn thắng, và chúng ta cũng hy vọng trận đấu giữa Thái Lan gặp Malaysia
có kết quả thuận lợi dành cho Việt Nam. Cầu thủ Việt Nam bên cạnh việc thiếu chính xác ở những đường bóng quyết định cũng tỏ ra căng cứng và lập bập ở nhiều tình huống xử lý. Ở trận đấu cùng giờ, Thái Lan kết thúc hiệp 1 hòa Malaysia không đều. Hiệp 2 trận đấu đã bắt đầu. Ở thời điểm cuối cùng trong hiệp 1, trận đấu giữa Thái Lan và Malaysia ở sân Thành Long, Thái Lan có một cơ hội rất tốt, nhưng ở cự ly rất gần, cầu thủ Thái Lan đã đá bóng vọt xa. Phá bóng dọc biên, không kịp. Ở hiệp 1 cũng từ một pha tấn công bên cánh phải, Văn Huy chuyền bóng vào rất đẹp để Xuân Tạo làm tung lưới thủ môn Coi Salim. Tuy nhiên trọng tài người Lào Xuê Vong Kham lại cho rằng bóng đã chạm tay Xuân Tạo. Một tình huống diễn ra nhanh. Ném biên cho 18 Campuchia. Trong hiệp 1 của trận đấu, Campuchia cũng đã chơi nỗ lực để hạn chế những pha phối hợp của 18 Việt Nam. Họ luôn bảo đảm số đông trong phòng ngự và giữ cự ly khá tốt. Pha xử lý của Xuân Tạo. Mạnh Quỳnh. Cho đến thời điểm này, U18 Việt Nam đã thay hai cầu thủ, còn Campuchia chưa thay người. Mạnh Quỳnh và Xuân Tạo đã vào sân thay cho Quang Phú và Tiến Sinh. Mạnh Quỳnh. Quả ném biên. Phan Tuấn Tài. Đường chuyền của Xuân Bình. Ở hiệp 1 của trận đấu, trong pha tấn công hiếm hoi, U18 Campuchia cũng có cơ hội đến bất ngờ sau sai lầm của hậu vệ đội Việt Nam. Rất may là thủ môn Ielinie đã cản phá thành công ở tình huống đối mặt. Pha dịch chuyển đội hình tấn công rất hay của U18 Campuchia. Văn Huy cắt được bóng. Xuân Tạo. Kể cả U18 Thái Lan có thể sa sút, nhưng việc Campuchia thắng được Thái Lan 4-3 ở vòng bảng cũng đã cho thấy bóng đá trẻ Campuchia có những tiến bộ, chắc chắn là như vậy. Văn Huy. Trong hiệp 1, Văn Huy đã dâng cao tấn công rất tốt. Đường chuyền của Phan Tuấn Tài. Võ Nguyên Hoàng. Xử lý quá chậm. Võ Nguyên Hoàng ngày hôm nay bị căng cứng. Mạnh Quỳnh. Ở hiệp 1 của trận đấu, thủ môn U18 Campuchia Coi Salim thường xuyên mắc sai lầm ở những pha bóng bổng. Ielinie rất nguy hiểm.
bàn thắng đã đến với U18 Campuchia. Pha ghi bàn của Siêng Chanthea. Một tình huống mà Campuchia đã tận dụng cơ hội rất hay, bình tĩnh phối hợp với nhau. Hồ Khắc Lương đã kèm người không tốt và đội trưởng Siêng Chanthea đã có bàn thắng thứ tư của mình ở giải đấu năm nay. Thời gian vẫn còn rất nhiều, vấn đề là cầu thủ Việt Nam cần phải bình tĩnh. Hy vọng rằng bàn thắng vừa rồi của Campuchia sẽ là bước ngoặt giúp cho cầu thủ Việt Nam bừng tỉnh và thực sự là chính mình. Trong hiệp một, kể cả khi đã tạo ra những cơ hội, cầu thủ Việt Nam vẫn tỏ ra căng thẳng. Đó là một điều khá bất ngờ. Xuân Tạo. Trong thời điểm này thì cầu thủ Việt Nam hãy chơi cứ coi như không gì để mất nữa. Công đến. Phan Tuấn Tài. Mạnh Quỳnh. Nguyên Hoàng chuyền vào trong, dứt điểm, vẫn còn. Có vẻ như ông đã chạm tay cầu thủ 18 Campuchia. Thời gian vẫn còn rất nhiều. Chúng ta xem lại đường chuyền vào của Nguyên Hoàng. Sau đó là nỗ lực của Xuân Tạo. Thủ môn Coi Salim bị đau. U18 Campuchia lúc này vẫn chưa thay người. Có thể nói việc U18 Campuchia vượt lên dẫn trước là một điều rất bất ngờ. Từ trước đến nay thì ở cấp các đội tuyển, Việt Nam chưa bao giờ thua Campuchia, chỉ thua ở cấp câu lạc bộ. Vẫn là sự cổ vũ kiên trì, nhiệt tình của các cầu thủ áo đỏ. Công đến. Xuân Tạo chuyền vào trong. Xuân Tạo rất nhanh. Mạnh Quỳnh.
Xuân Tạo. Cầu thủ Việt Nam ngay sau bàn thua đã cố gắng gây sức ép, tuy nhiên phải hết sức cẩn thận với những pha phản công. Đội trưởng Tràng Thi Hà rất xuất sắc, suýt nữa thì anh đã ghi thêm một bàn thắng. Riêng Tràng Thi Hà là người đã ghi hai bàn thắng vào lưới U18 Thái Lan, anh cũng chính là người mở tỷ số trong ngày hôm nay. Một mình giữa ba cầu thủ Việt Nam nhưng anh vẫn tìm ra cơ hội. Rất may là thủ môn Iedine đã chọn vị trí thành công. Phan Tuấn Tài. Bóng đá Campuchia ngay sau khi thoát khỏi thảm họa diệt chủng đã tổ chức được giải vô địch quốc gia. Đến năm 2005 thì bóng đá Campuchia chuyển sang giải đấu được coi là nhà nghề. Từ khi có giải bóng đá chuyên nghiệp thì ở Campuchia đội bóng vô địch nhiều nhất là Phnom Penh Crown, vô địch 5 lần. Bungkai Dakor đã vô địch 3 lần. Đội bóng vô địch Campuchia năm 2018 là Nagawa. Hoàng Phúc. Pha xử lý của Công Đến. Đường truyền của Phan Tuấn Tài. Cầu thủ Việt Nam cố gắng đẩy nhanh tốc độ trận đấu. Xuân Bình. Sau khi Tiến Sinh rời sân thì Công Đến là đội trưởng thay cho Tiến Sinh. Đã là quả phạt góc thứ 10 của U18 Việt Nam. Đội bóng được 10 lần phạt góc, tạo ra hàng loạt cơ hội chưa thể ghi bàn. Trong đó Campuchia có đúng 2 pha lên bóng nguy hiểm, đã có được 1 bàn thắng. Cầu thủ bị đau là Sovitra. U18 Campuchia thay cầu thủ đầu tiên. Sovitra bị đau đã phải rời sân. Đội Campuchia có sự thay đổi cầu thủ. Cầu thủ mang áo số 19 Keo Odom vào sân thay cho cầu thủ mang áo số 21 Sean Sovitra. Cầu thủ vào sân thay người là Keo Odom. U18 Việt Nam đã thay 2 cầu thủ, còn Campuchia mới thay 1 người.
Phan Tuấn Tài. Pha xử lý của Mạnh Quỳnh. Phan Tuấn Tài. Phút thứ 16 hiệp 2 của trận đấu. Công đến. Quá sâu. Văn Huy. Công đến. Vẫn là các thủ Campuchia. Đấu giữa Thái Lan và Malaysia vẫn đang có tỷ số không đều. Kim Nhật đỡ bóng không tốt. Kim Nhật sau đó đã phạm lỗi. U18 Campuchia thay cầu thủ thứ hai. Dưới sân là số 7 In Pisay. Vào sân là số 20 Thi Liang. Substitution for Cambodia. Đường chuyền vào của Phan Tuấn Tài. Phan Tuấn Tài. Khắc Lương. Xuân Tạo. Campuchia đang chơi đầy quyết tâm. Thi Liang vào sân. Substitution for Cambodia. Player number 7, Ian Pisay, replaced by player number 20, Thi Liang. Có thể nói hơn một năm qua bóng đá Việt Nam trải qua những khoảnh khắc rất tuyệt vời. Tuy nhiên, nhìn vào những giải đấu trẻ như này thì chúng ta thấy sự phát triển vẫn rất mong manh. Misamay hết sức chống trả.
Rất may là một pha xử lý bị lỗi của Thilien. Có thể mới vào sân anh chưa thực sự bắt nhịp. Công tác đào tạo trẻ của nước Việt Nam vẫn chưa thực sự đồng bộ, chưa đạt được mức chuẩn mực để có thể duy trì được năng lực cầu thủ trong nhiều năm liên tiếp. Xuân Tạo. Công đến. Đường chuyền của Phan Tuấn Tài. Công đến. Mạnh Quỳnh không thể nhận bóng. Từ đầu hiệp 2, các cầu thủ Việt Nam không còn có thể tạo ra những cơ hội thực sự được nữa. Đặc biệt là khi các cầu thủ Campuchia có bàn mở tỷ số đã tự tin hơn. Họ đã có những pha bóng kỹ thuật đẹp mắt, lên bóng nhịp nhàng. Công đến đá phạt. Phan Tuấn Tài. Cầu thủ vừa ngã trong vòng cấm là Kim Nhật. Cho đến điểm này thì bên cạnh việc Campuchia thành công trong một cơ hội hiếm hoi, chúng ta cũng thấy sự khác biệt trong cách chơi của hai bên đã không còn nữa. U18 Việt Nam đã không có thể tạo ra những cơ hội trước cầu môn của Koi Salim. Và cứ một pha lên bóng của U18 Campuchia thì khán giả lại cảm thấy rất lo lắng. Việt Nam thay cầu thủ cuối cùng. Vào sân là Nguyễn Hữu Tiệp, cầu thủ của Viettel. U18 Việt Nam đã thay cầu thủ cuối cùng. Xuân Tạo, Văn Huy. Hữu Tiệp vào sân thay cho Xuân Bình. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn tăng cường sức tấn công. Tình huống 3-4, đội bạn không việt vị. Rất may đội trưởng Công đến đã kịp can thiệp.
vân tay. Kim Nhật. Phan Tuấn Tài. Mạnh Quỳnh. Rất lúng túng. Công Đến. Công Đến là một trong vị trí chơi tốt nhất của đội Việt Nam ngày hôm nay. Cầu thủ Việt Nam vẫn đang cầm bóng gần gấp 3 lần so với U18 Campuchia. Tuy nhiên vẫn đang bị dẫn bàn. Một tình huống hiếm hoi hiệp hai này, đội Việt Nam đi bóng xuống được đáy biên. Tuy nhiên đã không thể có sự liên lạc trở lại. Lúc này thì Thái Lan đang dẫn Malaysia. Thủ môn Malaysia mắc sai lầm và Thái Lan đã mở được tỷ số. Thái Lan đã làm được điều mà chúng ta chờ đợi. Bây giờ đến lượt Việt Nam phải tự quyết định bản thân mình. Tất nhiên là thời gian vẫn còn khá nhiều. Đang có được đà rất tốt từ phía U18 Thái Lan. Việt Nam không chỉ phải gỡ hòa mà còn phải thắng U18 Campuchia. Lúc này thì chúng ta cũng không mơ đến việc có thể thắng 7 quả trở lên. Chỉ còn một cửa để mong chờ, đó là Thái Lan thắng Malaysia, Việt Nam thắng tối thiểu Campuchia. Có lẽ là cần có một ai đó nhắc với các cầu thủ trong sân rằng lịch sử của nó Việt Nam chưa bao giờ thua Campuchia ở cấp đội tuyển. Công Đến. Hiệp hai này các cầu thủ Việt Nam khó khăn trong việc cầm bóng và phối hợp với nhau. Rất nguy hiểm. Xuân Tạo. Đánh đâu? Bóng bật ra. Dứt điểm. Không vào. Kể cả khi đội bạn thủ môn đã bắt không dính bóng thì cú đá tiếp theo của Việt Nam lại không đi trúng đích. Thủ môn Qua Salim vẫn bất ổn ở những pha bóng bổng. Hết sức đáng tiếc cho tình huống vừa rồi. Công Đến. Đường chuyền của Hữu Tiệp. Văn Huy. Xuân Tạo. Hiệp hai này cánh phải của Xuân Tạo và Văn Huy đã không thể tiếp tục tạo ra những bóng nguy hiểm một cách liên tiếp.
Yelinie. Cú đá lên không tốt của Yelinie. Rất may mắn. Trạng thái về tâm lý có thể nói rất kém. Rất bất thường của cầu thủ 18 Việt Nam. Chọc khe. Băng xuống. Pha băng xuống của Xuân Tạo. Lại là một tình huống 3-4. Rất may là đã cắt đứt được pha tấn công vừa rồi. Phút thứ 77 của trận đấu. Cầu thủ đội bàn đã bỏ lỡ cơ hội là Thi Liêng. Văn Huy. Sút bóng. Cú đá không trúng đích. U18 Thái Lan vẫn đang dẫn Malaysia 1-0. Pha dứt điểm bằng chân trái của hậu vệ cánh phải Văn Huy. Quỳnh. Nguyên Hoàng. Những tình huống tiếp cận vòng cấm địa cần phải được chắt chiu. Phan Tuấn Tài. Mạnh Quỳnh. Phan Tuấn Tài ném biên. Hiện nay giải bóng đá của Campuchia có 14 đội bóng có mặt, đúng bằng Việt Nam. Giải vô địch của Campuchia năm 2019 đã diễn ra được 14 vòng đấu. Xin lỗi các bạn, 19 vòng đấu. Sau 19 vòng thì đội Prakhan đang dẫn đầu. Xếp thứ hai là Visaka. Đứng thứ ba là đương vô địch Nagawa. Văn Huy. Xuân Tạo. Chuyền vào trong. Đá nối.
không thể dứt điểm. Văn Huy. Chuyền vào trong. Trận đấu lại phải tạm dừng. U18 Campuchia vẫn còn một quyền thay người. Coi Salim đã bị đau khi tiếp đất. Hai trận bán kết của giải U18 Đông Nam Á Cup Next Media đều diễn ra trên sân Gò Đậu ở Thủ Dầu Một. Indonesia sẽ gặp đội nhì bảng B, Myanmar gặp đội nhất bảng B. Trong ngày hôm qua, U22 Việt Nam đã có trận giao hữu với đội Kitchi của Hồng Kông đang tập huấn ở Việt Nam. U22 đã thắng 2-0. Huấn luyện viên Park Hang-seo tương đối hài lòng. Xuân Tạo không kịp. Các bàn thắng U22 vào lưới Kitchi Hồng Kông ngày hôm qua được ghi do công của Martin Lò và Danh Trung. Phạm lỗi. Điểm phạm lỗi ngay sát vạch 16m50. Một pha phạm lỗi rất rõ. Có thể coi đây là một cơ hội rất tốt dành cho U18 Việt Nam. Có thể đội trưởng Công Đến sẽ đá quả phạt này. Công Đến là một trong vị trí chơi tốt nhất của U18 Việt Nam trong ngày hôm nay. Chúng ta chờ đợi U18 Việt Nam thành công ở quả phạt này để có thể gỡ hòa một đều. Công Đến. Cự ly lý tưởng với một quả đá phạt trực tiếp. Cự ly 19-20m là cự ly lý tưởng nhất. Công Đến. Bóng đúng vị trí của Coi Salim.
Thì lúc này có thể nói kể cả Thái Lan có thể thắng Malaysia thì cửa vào bán kết của Việt Nam rất hẹp, vô cùng hẹp. Quả phát bóng cho 18 Campuchia. Thái Lan vẫn đang dẫn Malaysia. Tuy nhiên Việt Nam lại không tự mình quyết định được trận đấu. Quả thật là bóng đá trẻ luôn có những sự trồi sụt rất khó kiểm soát và cũng rất khó tin. Australia thua Malaysia 0-3 cũng là một điều rất bất ngờ. Thêm một cơ hội dành cho Campuchia. Rất may, nếu không có những pha phản xạ tốt của Ilinie thì lúc này chúng ta thua không chỉ một bàn. Đường chuyền của Xuân Tạo. Chúng ta xem lại tình huống mà đội bạn đã có một cơ hội. Ilini đã phản xạ rất tốt. Có lẽ đá thế này thì U18 Việt Nam cũng không xứng đáng vào bán kết nữa. Hơn một năm qua tất cả chúng ta đều lâng lâng với những thành công của thầy trò Park Hang-seo. Và thực ra những giải đấu, những trận đấu như này cũng có tác dụng tốt, làm cho mọi người tỉnh lại, biết mình là ai và đứng ở đâu. Đào tạo trẻ là một quá trình có sự kế thừa và tích lũy lâu dài. Nhớ lại thì cách đây 19 năm, Việt Nam cũng đã từng có một lứa U16 vào đến bán kết châu Á. Tuy nhiên sau đó thì sự tiến bộ vẫn rất chậm. Có thể đây là trận thua đầu tiên của Việt Nam trước Campuchia ở cấp độ đội tuyển. Đó là một sự thực đáng buồn. Phút bù giờ đầu tiên hiệp 2 của trận đấu. Hiệp 2 có 5 phút bù giờ. Xuân Tạo. Oh!
không thành công. Kim Nhật. Những đôi chân như đeo chì. Xuân Tạo. Vẫn là Xuân Tạo chuyền vào. Có thể sút bóng. Giật gót vào. Tỷ số được gỡ hòa 1-1. Bàn thắng đến rất bất ngờ. Hy vọng là chúng ta sẽ có thêm bàn thắng ở những phút còn lại. Pha dứt điểm của Hữu Tiệp. Chúng ta cùng xem một lần nữa. Hữu Thiệp là cầu thủ đá bóng đập đất, sau đó là pha giật gót của Kim Nhật. Bàn thắng thứ hai của Kim Nhật ở giải đấu năm nay. Còn khoảng 3 phút nữa. Yelinier mổ bóng dài lên, băng xuống, phạt góc cho U18 Việt Nam. Chúng ta cùng hy vọng và chờ đợi tình huống phạt góc này. Sút Nava. Đội bàn thay cầu thủ cuối cùng. Mít Samay rời sân. Chuyền vào trong. Bóng đã nằm trong tay của thủ môn Koi Salim. Không đến phạm lỗi. Còn khoảng 1 phút. Công đến. Xuân Tạo. Không được. Văn Huy. Tỷ số là 2-1 cho U18 Campuchia. Với những gì đã diễn ra thì cũng không quá bất ngờ nữa. Bởi vì trong một bối cảnh mà các Việt Nam hoặc là có thể ghi thêm bàn thắng và phải chấp nhận bảo hiểm thì đội bạn đã phản đòn thành công và đưa tỷ số lên 2-1. Bàn thắng của cầu thủ vào sân hành người Thi Liêng. Như vậy cánh cửa bán kết đã chính thức sập lại với U18 Việt Nam. Bên cạnh việc
có một kết quả tệ thì đây cũng là một trận đấu cũng có những điều khó lường. Ban huấn luyện có thể nói là bất lực trong trận đấu ngày hôm nay. Như vậy lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam thất bại trước Campuchia ở cấp đội tuyển. Một trận đấu mà cao thủ không còn là chính mình. Thi đấu căng cứng. Hiệp 2 còn tệ hơn hiệp 1. Đội Việt Nam bất ngờ có được bàn gỡ hòa một đều, tuy nhiên sau đó vẫn để thua bàn thứ hai và vẫn thua trước U18 Campuchia. Các bàn thắng của U18 Campuchia ngày nay được ghi do công của Siêng Chan Thea và Thi Liang. Bàn thắng duy nhất của U18 Việt Nam được ghi bởi Kim Nhật. U18 Việt Nam là chủ nhà của giải Đông Nam Á năm nay nhưng đã không thể lọt vào đến vòng bán kết.